Ha. Tập phim Cậu đi đâu vậy Clini? Mớ hỗn độn. Lại phải dọn dẹp rồi. Sắp xong rồi. Giờ mình chỉ cần đi đổ rác nữa là xong. Mình phải bắt đầu từ đâu đây ta? Không đúng. Amber. Chào buổi sáng. Buổi sáng tốt lành. À đúng rồi Amber, cậu có thể dọn đường đua giúp tụi mình có được không? Phải, tụi mình định đi tuần tra một vòng. Hả? Được rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha. Xong rồi. Amber, cẩn thận. Hayley. Hayley, mình mới vừa sắp xếp xong đó. Xin lỗi, cánh máy bay trực thăng tự nhiên bị trục trặc. Không sao rồi, cảm ơn Amber. Hayley, cậu thực sự bỏ lại đống này để đi như vậy hay sao? Xin lỗi, mình đang bận. Mình không dọn nữa đâu. Jean. Hả? Amber, cậu không thấy bề bộn sao? Mình phải mất cả buổi sáng mới dọn được đó. Mình không. Tại sao chỉ có mỗi một mình đi dọn rác cho các cậu vậy chứ? Mình xin lỗi Amber. Bất công quá. Amber. Trạm năng lượng. Tốt sống. Hả? Không dùng được. Stacy đâu rồi? Thôi thì đành dùng tạm bộ sạc mình hết nhất. Sao? Amber giận chúng ta hả? Lẽ ra lúc nãy mình với Roy không nên nhờ cậu ấy dọn đường đua. Còn mình thì phá ngay lúc cậu ấy mới dọn xong. Mình cũng làm như vậy. Amber vừa mới tốn công dọn dẹp xong bãi xe mà mình lại bày bừa trở lại rồi. Vậy đi, chúng ta dọn dẹp đi. Biết đâu làm như vậy Amber sẽ hết giận chúng ta. Được, làm thôi. Được rồi, Jean lo dọn dẹp phòng họp đi. Hayley, cậu lo dọn bãi xe. Mình với Roy sẽ tới đường đua sắp xếp cho gọn gàng. Được thôi. Trời ơi, sao mà chỗ này dơ quá vậy? Nhưng mà mình vẫn dọn được. Ủa, là Amber. Chào các cậu. Sao các cậu lại ở đây? Jean nói cho tụi mình biết là cậu đang buồn. Vậy chắc chắn là tại tụi mình rồi. Mình chỉ... Amber. Hả? Cậu đây rồi. Cậu làm tụi mình lo quá. Mình vừa mới đi dọn sạch bãi xe cho cậu rồi đó. Vậy sao? Còn nữa, mình với Roy cũng dọn sạch đường đua rồi. Nhưng tụi mình chưa có thời gian để hoàn thành. Cảm ơn các cậu. Wow, Amber cười rồi. Cậu đã hết giận chưa? Mình hết giận rồi. Chỉ cần đường đua được dọn dẹp sạch sẽ thì mình sẽ chui lại liền thôi. Cậu đừng lo. Tụi mình làm liền. Được thôi. Ah.
chuyện gì vậy? Clemmy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ôi không, dọn mãi vẫn không xong. Đội cứu hộ, Jean nghe đây. Alo, Stacy. Clemmy gặp chuyện rồi. Thật sao? Ôi không, em cử đội cứu hộ tới ngay. Khẩn cấp, khẩn cấp. Hả? Sao vậy Jean? Clemmy bị mất kiểm soát và đang xông về phía thị trấn. Trời ơi, cậu ấy sử dụng trạm sạc hư để sạc bình. Mình lo là cậu ấy đã sạc quá mức cho phép. Đi đi, các cậu phải đi tìm cậu ấy ngay. Hiểu rồi. Haley, tìm xem Clemmy đi đâu. Đã rõ. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Clemmy đâu rồi hả? Polly, mình thấy Clemmy đang tiến về hướng quảng trường. Mình nghe rõ, cậu ở đó đi, nhóm tụi mình sẽ tới đó ngay. Hiểu rồi. Đi thôi. Được. Được. Clemmy, dừng lại. Cậu ấy mạnh quá. Hả? Amber, cậu kết hợp với Haley giữ Clemmy ở trong quảng trường đi. Mình với Roy sẽ tìm cách để ngăn cậu ấy lại. Hiểu rồi. Roy, dụ cậu ấy về bên phải, mình sẽ lo bên trái. Được rồi. Mình cũng vậy. Mình nghĩ dùng sức không cản nổi cậu ấy đâu. Cậu ấy bị sạc quá mất. Vậy chúng ta phải tìm cách để Clemmy đốt hết năng lượng còn thừa trong người của cậu ấy. Tìm cách để đốt năng lượng thừa thải sao? Chúng ta đưa cậu ấy tới đường đua đi. Cậu ấy có thể thoải mái đốt cháy năng lượng trong người mình ở đó. Ý kiến hay đó. Nhưng làm sao chúng ta đưa Clemmy tới đó được đây? Cậu đừng lo, vì mình vừa mới nghĩ ra ý này hay lắm. Mọi người tránh đường giùm. Cậu phải tăng tốc lên nữa Roy. Cậu không thể để Clemmy bắt kịp cậu. Mình biết rồi. Ugh!
là cho cậu ấy nghỉ ngơi chút đi. Cậu ấy không sao nữa rồi. Tốt quá. Cậu giỏi quá Hayley. Dùng rác đi dự Lenny đến tận đây đúng là một ý hay. Nhờ vậy mà dọn sạch được đường đua. Ừ, đúng rồi đó. Phải công nhận là Lenny giỏi thật. Amber, xin lỗi vì đã để cậu phải dọn dẹp một mình. Tụi mình hứa từ bây giờ sẽ san sẻ công việc của cậu. Đúng đó, cậu không cần phải làm gì nữa đâu. Để mình làm hết tất cả cho. Mình đã chế tạo ra một cái máy dọn dẹp. Các cậu không cần làm vậy đâu. Các cậu hiểu cho nỗi khổ của mình là mình đã thấy vui lắm rồi. Tất nhiên rồi, Amber đúng là thiên thần mà. Sao? Tập phim giữ gìn sức khỏe. Xin lỗi nha. Mình cũng vậy. Mình vượt lá rồi đó. Cô Ly, cậu lại chiến thắng thêm một lần nữa. Chuyện bình thường mà, không ai có thể chiến thắng được Bô Ly. Cậu quá khen rồi. Hayley, cậu còn vẫn ổn chứ? Mình ổn. Mình mới đi tuần tra trong rừng nên mới bị như vậy. Jin sẽ rất tức giận khi biết được chuyện này. Cái gì? Không sửa được sao? Cậu đang đùa đó hả? Mình không đùa đâu. Với cậu không còn cái mới để thay nữa. Trong lúc đợi hàng mới nhập về thì cậu cứ ở yên trong trạm cứu hộ đi. Đúng rồi đó, cậu nên nghỉ ngơi đi. Không được, nếu có chuyện khẩn cấp xảy ra thì phải làm sao đây? Không sao đâu, nếu có chuyện khẩn cấp thì tụi mình sẽ đi giải quyết. Cái gì? Các cậu đi mà không có mình sao? Chào Terry. Xin chào Stacy. Có chuyện gì sao? Em chỉ cảm thấy có một chút mệt mỏi. Chị tiếp nhiên liệu cho em để em cảm thấy khỏe hơn đi. Em không được khỏe. Tại sao em không nghỉ ngơi một lúc đi? Em không có nghỉ được. Bây giờ em còn rất nhiều hàng hóa phải ra cảng biển chở về đây nữa. Đổ tiếp nhiên liệu xong. Em chắc là em không cần nghỉ ngơi chứ? Dạ, chị đừng có lo lắng. Hẹn gặp lại sau. Terry làm cho mình lo lắng quá. Cố gắng lên nào, mày làm được mà Terry. Sao mình chóng mặt quá vậy? Chạy tiếp đi nào. Không sao đâu Terry. Mọi người đâu hết rồi? Hả? Xin chào. Chào Hayley. Các cậu đi đâu mà không nói cho mình biết gì hết vậy? Hôm nay là ngày kiểm tra điện thoại khẩn cấp mà. Ồ phải rồi, đó là công việc của mình. Đừng lo lắng. Chúng mình vừa kiểm tra xong tất cả điện thoại rồi. Tụi mình đã hoàn thành tất cả các công việc rồi. Vậy sao? Gì chứ? Không có mình, họ vẫn làm việc rất tốt. Hayley. Hả? Chào Jin. Mình đã nói cậu ở yên trong trạm rồi mà. Mình đã nói với cậu là hãy ở yên trong trạm đợi hàng nhập về rồi mà. Mình xin lỗi. Hayley đang cảm thấy buồn vì mọi người đi làm việc mà không có cậu ấy. Terry, bây giờ mình phải đi ngay. Xin lỗi vì đã đến muộn nha Cici. Thôi được rồi, cậu nhanh lên nha. Mọi người có thể giúp mình không vậy? Đương nhiên là được rồi. Không thành vấn đề.
Mình sẽ làm chuyện này. Mình sẽ làm chuyện này. Im lặng. Lê Ti, giúp cậu ấy đi. Cậu có sao không? Mình không có sao đâu. Mình sẽ đi ngay bây giờ. Mình mệt quá đi. Làm sao đây? Để suy nghĩ xem phải làm gì đây. Đúng rồi, gọi đội cứu hộ tới đi. Ta-da! Hàng đã về rồi, Haley. Wow, trông rất tuyệt. Haley, cậu bị làm sao vậy? Có chuyện gì không vui à? Không có chuyện gì đâu. Hả? Ừ? Alo, Jean của đội cứu hộ nghe đây. Xin chào CC, có chuyện gì vậy? Cái gì chứ? Có một tai nạn xảy ra ở cảng hay sao? Được rồi, đội cứu hộ sẽ đến đó ngay mà. Có chuyện gì vậy Jean? Terry đang cố gắng leo lên để không bị rơi xuống biển. Tình hình cấp bách. Mọi người ơi, mau ra cảng đi. Hiểu rồi. Giống như mình nghĩ vậy. Họ đi mà không cần mình. Haley, cậu cũng nhanh chóng đi tới cảng đi chứ. Tại sao? Cậu cũng nên đi. Mình không biết là mình có thể sửa chữa nhanh được hay không, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Nếu không có cậu thì đó không phải là đội cứu hộ nữa rồi. Jean, qua. Haley, cậu đã sẵn sàng chứ? Sẵn sàng. Chúng ta bắt đầu thôi. Cô ơi, tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Họ tới rồi. Terry, Amber, trong khi Roy và mình kéo Terry lên, cậu hãy để mắt tới Terry nha. Được rồi. Đi thôi nào, Roy. Được. Xin hãy nhanh lên. Đừng lo lắng, chúng mình sẽ giúp cậu. Ok, Terry, cậu có thể quay bánh xe từ từ khi tụi mình kéo lên không? Mình sẽ cố. Tốt lắm, sẵn sàng nào. Đau khổ. Được rồi, sắp lên rồi đó. Ôi, nó bị kẹt rồi. Cô Ly, tay Tri bị kẹt trong ghe. Rồi, mình sẽ đi ra phía sau và cố gắng đẩy Terry lên. Được. Em bơ, qua đây kéo đi. Được rồi. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Một. Hai. Mình sẽ cố leo lên. Cố gắng chút nữa Tay Tri. Không được nữa rồi, con ốc sắp bị rơi ra rồi. Polly, Polly, mau leo lên đi. Nếu không cậu cũng sẽ bị thương đó. Đừng lo, Terry.
mình. Terry, mình cần cậu cố gắng hơn nữa. Không, xin lỗi, mình không thể làm được điều này nữa. Xin chào. Mình hy vọng không quá muộn. Không, đến đúng lúc lắm. Thật sao? Cánh quạt đã được sửa xong rồi. Và bây giờ nó rất mạnh. Thành công rồi. Làm tốt lắm. Xong rồi. Terry, chạy thử đi nào. Có vẻ ổn rồi đó. Cảm ơn cậu nhiều. Được rồi, rất vui vì cậu đã an toàn. Cậu nên nghỉ ngơi một vài ngày. Cậu phải khỏe mạnh thì mới làm được những gì mà cậu muốn làm chứ. Mình sẽ ghi nhớ điều đó mà. Nè, Haley, bây giờ cậu ổn chứ? Ổn? Cậu nhìn mình nè. Cậu ổn rồi. Mình cứ lo là kể từ bây giờ các cậu không cần mình trong đội cứu hộ nữa. Cái gì? Sao cậu lại nghĩ như vậy? Tụi mình không thể tưởng tượng nếu đội cứu hộ không có cậu. Đúng vậy. Thật sao? Tất nhiên rồi. Vì vậy nên cậu cần phải chăm sóc bản thân nhiều hơn. Wow, mình không biết tại sao nữa, nhưng mình cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Mickey nổi giận rồi. Đổ xi măng vào trong rồi để cái thùng xoay vòng tròn, xoay vòng tròn, xoay vòng tròn. Chào buổi sáng chú Builder. Mickey, đúng lúc lắm con. Giờ con đi đổ xi măng ở đường trái táo có được không? Nhưng con nhớ hôm qua con đổ rồi mà chú. Chuyện là như vậy, xi măng chưa kịp cứng lại mà có vài chiếc xe đã chạy lên rồi. Dạ sao? Sao họ lại làm vậy được chứ? Để mình sửa lại, mình sẽ khiến nó hoàn hảo trở lại. Đẹp lắm. Chào Mickey. Hả? Spooky. Lại đây. Làm tốt lắm. Rồi, lại đây. Cậu có sao không rồi? Không, mình không sao đâu. Nhưng chúng ta phải sửa lại con đường. Đúng đó. Chúng ta phải nhờ Mickey giúp đỡ thôi. Xong rồi đó. Trong lúc đợi xi măng khô cứng lại thì các cậu phải thật cẩn thận, đừng chạy lên nó. Tụi mình sẽ cẩn thận đừng đó. Nếu tất cả mọi người cũng giống như các cậu thì tốt quá. Sao cậu lại nói như vậy? Thì mấy chiếc xe cứ thích chạy qua đường trong khi xi măng còn chưa kịp khô lại, làm mình phải đổ xi măng đổ đi đổ lại rất là nhiều lần. Chắc cậu cũng bực mình lắm đúng không? Ở đây không sao đâu, tụi mình đảm bảo với cậu. Được rồi, cảm ơn các cậu. Vậy gặp lại các cậu sau nha. Tạm biệt Mickey. Nhìn mặt cậu ấy buồn quá. Thôi mà, sao lại như vậy nữa chứ? Posty. Hả? Sao? Mình nói thật là mình không thể chịu đựng được thêm nữa. Hả? Mickey, sao vậy? Cậu bỏ bánh xe của cậu ra khỏi xi măng của mình đi. Xin lỗi. Thiệt là bực mình quá đây. Mình đảm bảo những người dám đạp lên xi măng của mình sẽ phải hối hận cả đời. Lúc nào cũng có người tới phá hoại tác phẩm nghệ thuật của mình là sao? Mickey, cậu sao rồi? Coi chừng đó, coi chừng đó. Sao vậy hả Mickey?
Mau quay đầu xe lại ra khỏi đây và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Được, đi thì đi. Lần này mình phải đợi cho xi măng khô cho bằng được rồi mình mới trở về. Mình chỉ mới đạp lên xi măng của cậu ấy thôi mà cậu ấy làm quá lên rồi nổi cáu với mình nữa chứ. Người gì mà tệ quá. Nếu là mình á thì mình sẽ tránh xa Mickey ra. Ồ được rồi, mình cũng vậy luôn. Mickey, cậu ấy đang nổi giận, cậu nên tránh xa Mickey ra đi. Không biết cậu ấy sẽ làm gì đâu. Được rồi, Stoopy. Mickey, mau lùi lại, tránh xa xi măng của mình ra. Mickey, Đấm, chú đang làm gì ở đây vậy? Ông Builder muốn nhờ con vào thị trấn đổ xi măng trên đường Annie. Sao hôm nay mình buồn ngủ quá. Em tỉnh dậy đi, hình như mình ngủ gục rồi. Có chuyện gì vậy? Mình không nhúc nhích được. Ôi trời ơi, cứu mình, cứu mình với. Là Scooby, mau cứu mình với. Mickey, nhìn cậu ấy kìa, cậu ấy đang nổi giận, mình nên tránh xa cậu ấy ra. Nè, Scooby. Clancy, mau giúp mình với. Quay lại đây. Vì bực mình nên mình lớn tiếng với bạn bè là bây giờ mọi người đều tránh xa mình. Là Spooky và Spotty. Nè các cậu ạ. Ôi không, là Mickey. Hả? Mickey. Spotty. Không, cậu ấy đang giận lắm. Chúng ta đi đường khác đi. Phải. Nè. Hai cậu không cứu mình sao? Cứu mình với. Hình như là cậu ấy đang cầu cứu chúng ta. Chắc là cậu ấy đang gặp rắc rối. Xi măng khô rồi, chúng ta có thể tiếp tục tập luyện thôi. Tuyệt vời, mình có cảm giác hôm nay mình sẽ phá kỷ lục của chính mình. Tất nhiên rồi. Đội cứu hộ, Jin nghe đây. Chào Jin, Spooky đây. Sao vậy? Tệ lắm, tình hình rất là tệ. Spooky, bình tĩnh đi, từ từ nói mình nghe xem. Được rồi, Mickey bị kẹt, cậu ấy bị mắc kẹt trong khối xi măng của cậu ấy đổ. Nghe đây, bánh xe của Mickey đã bị mắc kẹt rồi, xung quanh thì dính đầy xi măng, nên cậu ấy không thể nhúc nhích được. Ôi không, không sao, đừng lo nữa, mình sẽ cử đội cứu hộ tới liền. Không hiệu quả đâu, mình không đủ sức để kéo cậu ấy ra. Không, mình xin lỗi nha Mickey, mình không giúp được cậu. Không sao đâu, có các cậu ở lại đây với mình là mình đã thấy vui lắm rồi. Mickey, họ tới rồi. Ở bên này. Hmm.
Tụi mình tới rồi đây, không sao đâu. Bị kẹt mất rồi. Hả? Vậy là mình bị kẹt thật sao? Xi măng yêu thích của mình đã phản bội lại mình rồi. Bình tĩnh, Mickey, tụi mình sẽ kéo cậu ra. Rồi, chúng ta phải phá xi măng bám lấy bánh xe của cậu ấy ngay. Để mình làm. Được rồi, bắt đầu thôi. Holly, mình nghĩ sắp được rồi đó. Được rồi, vậy giờ chúng ta hãy cùng kéo Mickey ra khỏi đống hỗn độn này đi. Được thôi. Bắt đầu nào mọi người, mình sẽ đếm đến ba. Một, hai, ba. Cẩn thận. Được rồi, tốt rồi. Chúng ta xem thử bánh xe của Mickey ra sao rồi. Tình trạng có vẻ tệ lắm. Bánh xe bị chạy là không đi được nữa đâu. Vậy là mình vẫn không chuyển động được sao? Không sao đâu, chỉ cần sửa chữa lại là cậu lại chạy được bình thường thôi. Hayley, cậu bay vào thị trấn rồi mua lớp xe để thay cho Mickey giúp mình với. Được thôi, mình sẽ quay lại ngay. Rồi, xong xuôi. Cậu chạy thử một vòng để xem tình hình ổn chưa? Được thôi. May quá, mình vẫn đi lại bình thường. Tốt quá rồi, đi lên nào Mickey. Cho tụi mình xin lỗi vì đã không tới giúp cậu sớm hơn được. Tại vì tụi mình cứ tưởng là cậu còn giận chứ. Nhưng mà chung quy cũng tại mấy ngày nay mình cư xử với các cậu tệ quá nên mới bị các cậu hiểu lầm như vậy. Cho mình xin lỗi. Không sao. Cũng may là tất cả chúng ta đã làm rõ được mọi chuyện. Nhờ có các cậu đó. Mickey, cậu xem. Ta-da! Tụi mình có quà cho cậu. Từ giờ lúc cậu đi đổ xi măng, cậu cứ đặt biển báo này trên đường là mọi người sẽ tự biết tránh ra khỏi đoạn đường đó. Đúng đó, vậy thì xi măng sẽ được để nguyên cho tới khi khô lại. Và tụi mình cũng không phải lo lắng về việc là có người bị mắc kẹt ở trong xi măng nữa. Được vậy thì tốt quá rồi, mình thích lắm. Cảm ơn các cậu, hình như có gì đó đang sắp tuôn trào. Sao vậy? Cơ thể của mình đang có dấu hiệu. Mình xin lỗi, hình như thùng của mình bị nghẽn rồi, mình không có ngăn lại được. Mình nên chọn vào đội nào? Khắp, chuyển qua bên này đi. Được rồi, cậu chụp lấy nha. Cẩn thận nha, đến lượt mình đây. Wow, yeah, mình thắng rồi. Bấm còi ăn mừng chiến thắng nào. Khắp, cậu nói cái gì vậy? Cậu vừa phạm lỗi đó. Không có. Không có hay sao? Cậu đã đụng vào lưới rồi mà. Không có chuyện đó. Cậu nói như vậy là bởi vì cậu là người thua cuộc. Cái gì chứ? Cậu phải thừa nhận cậu là người thua cuộc đi. Thôi, cậu làm vậy là sao? Lần này không tính, chúng ta chơi lại đi. Gì chứ? Kêu Cleany chơi chung luôn đi. Cleany? Mình chắc chắn rằng Cleany sẽ về đội của mình. Cậu đang nói cái gì vậy? Mình hơn với Cleany hơn cậu á. Đi nào, đi hỏi cậu ấy. Cleany. Xin chào Posty. Chúng ta cùng nhau chơi bóng nha. Chơi bóng hả? Nghe vui đó. Nhưng mà cậu phải ở trong đội của mình nha. Posty, sao cậu và Cleany chơi chung một đội chứ? Tất nhiên vì mình thân với Cleany hơn cậu mà. Mình thân với Cleany hơn cậu nha. Không, mình thân hơn cậu chứ. Gì chứ? Hai cậu đang nói gì vậy? Cậu thân với ai hơn? Mình thích cả hai cậu.
cậu luôn mà. Không được, không thể như vậy được. Cậu phải lựa chọn một trong hai chúng mình đó. Hả? Mình phải lựa chọn sao? Đúng vậy, cậu chọn đi. Nếu như cậu không thể lựa chọn ngay bây giờ thì tụi mình sẽ cho cậu thời gian, nhưng cậu phải chọn một trong hai. Phải, cậu phải lựa chọn ra người mà cậu muốn chơi chung. Thôi được rồi, mình nên làm gì đây? Nếu ngày mai mình không quyết định được vào đội của ai thì Kép và Posty chắc sẽ giận mình lắm. Nếu vậy thì mình sẽ mất đi cả hai người bạn luôn. Clinny. Hả? Xin chào Polly. Cậu đang nghĩ gì mà tập trung quá vậy? Polly. Không có chuyện gì đâu. Mình không suy nghĩ gì hết. Mình không biết đó là chuyện gì, nhưng bất cứ lúc nào cậu cũng có thể tìm mình để nói chuyện. Được rồi, cảm ơn Polly. Hẹn gặp lại nha, Clinny. Bye Polly. Mặc dù mình muốn nói với Polly, nhưng chắc cậu ấy cũng không giải quyết được đâu. Sao mình lại khó quyết định như vậy chứ? Chào mọi người, điều gì mà khó quyết định vậy? Xin chào Polly. Ngày mai chúng ta sẽ chơi trò chơi để quyết định ai là người dọn dẹp trạm. Trò chơi? Chúng ta sẽ chia thành hai đội, và đội nào thua cuộc sẽ dọn dẹp trạm xăng trong vòng một tuần. Hayley và mình một đội, còn cậu và Trân một đội. Và mình phải chọn một trong hai đội để tham gia chung. Nhưng mình thật sự không biết nên chọn đội nào hết. Cậu ấy suy nghĩ về điều này cũng đã một tiếng rồi. Shin, nếu không biết chọn đội nào thì cũng không có sao hết. Mình có ý này nè, cậu có thể làm trọng tài. Trọng tài? Đây là một ý kiến rất hay. Vậy thì Shin không phải lo lắng về việc chọn đội nào nữa rồi, và có thể cùng tham gia vào trò chơi. Ngoài ra, Trinh sẽ rất là khách quan với tư cách là trọng tài. Vì vậy chúng ta có thể chơi thoải mái mà không phải lo lắng về việc gian lận. Như vậy thì tốt quá đi. Mình không tham gia đội nào nên mình không cần phải dọn dẹp luôn. Đâu có vụ này. Lini. Hả? Posty, cậu đang làm gì ở đây vậy? Nè, cậu nhìn đi. Wow, đây có phải là một cây lau nhà không? Tại sao cậu đem cái này tới cho mình? Cậu hãy nói với Kháp rằng cậu sẽ chơi trong đội của mình vào ngày mai đi. Hả? Cái gì? Gặp cậu vào ngày mai. Posty. Mình nên làm gì đây? Chào Clinny. Kháp. Xin chào. Xin chào, chuyện gì vậy? Mình có mang tới cho cậu một thứ cậu rất cần đây. Nè, cây lau nhà đó, tặng cho cậu. Cậu biết rằng mình thích cậu đúng không? Gặp cậu ngày mai nha. Mình phải làm gì bây giờ? Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi thôi. Sẵn sàng chưa? Cố lên Amber. Cố lên Ray. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Làm được mà. Cậu làm được. Cố lên. Cậu đã quyết định chưa vậy? Hay mình? Mình đúng không? Hay mình? Mình? Mình chỉ muốn đem quà trả lại cho hai cậu thôi. Cái gì? Kép, cậu đã tặng quà sao? Cậu cũng vậy hả? Đồ trẻ con. Mình trẻ con hả? Hai cậu dừng lại đi. Mình thật sự không muốn tham gia đội nào hết. Cậu đang nói cái gì vậy hả? Posty, cậu ở lại đây trong chừng Clinny đi. Mình sẽ đi gọi đội cứu hộ tới. Được. Gửi lên Hayley đi. Cố lên Clinny. Clinny chiến thắng. Chúng ta
thắng rồi. Làm tốt lắm cô Ly. Mình thua rồi. Cậu đã cố hết sức rồi mà. Xin lỗi em mơ, vì mình mà cậu phải làm vệ sinh dọn dẹp trong một tuần. Không sao đâu. Được rồi, mình cũng sẽ giúp một tay. Thật sao? Wow, chị tốt quá. Nếu như mọi người cùng dọn dẹp thì mình với Roy cũng sẽ tham gia. Tụi mình cũng phụ mà. Cái gì chứ? Cuối cùng thì chúng ta cùng nhau dọn dẹp trạm cứu hộ. Jean của đội cứu hộ nghe đây. Hả? Cap, sao vậy? Cái gì chứ? Được rồi, đội cứu hộ sẽ tới đó ngay. Gì vậy Jean? Hiện vật Lenny đang bị treo lơ lửng ở bảng hiệu Apple Street. Mọi người đến đó giúp cậu ấy đi. Được thôi. Họ sẽ đến cứu cậu xuống đây sớm thôi. Polly. Hả? Lenny. Lenny. Đừng lo lắng Lenny. Rồi. Khi mình và Amber cưa bản hiệu ra, cậu hãy đưa Clinny ra khỏi đó. Được rồi, nhưng mà hãy để mình cẩu bản hiệu lại đã. Được rồi. Amber, chúng ta cưa bản hiệu ra đi. Được. Đừng lo lắng Clinny, mình sẽ đưa cậu xuống an toàn. Xong rồi Roy, cậu cẩu ra ngoài đi. Được thôi. Được rồi, okay, hạ xuống. Hai cậu muốn Clinny quyết định chọn một trong hai đội có phải không? Clinny phải ở trong tình huống rất khó xử. Trời, cậu đi đi. Đi thử xem sao. Cậu thấy ổn không? Tốt, mình ổn rồi. Clinny. Clinny. Hả? Xin lỗi Clinny. Đều là lỗi của chúng mình hết. Xin cậu hãy tha thứ cho mình. À, không có gì đâu. Không cần xin lỗi. Hay cậu có giận mình hay không? Chúng mình. Tất nhiên không. Vậy thì quá tốt rồi. Hai cậu đừng có hỏi mình là thân với ai hơn nữa nha. Tất nhiên. Chúng ta đều là bạn tốt của nhau. Bây giờ chúng ta cùng nhau chơi bóng với nhau nha. Được. Giờ mình không muốn vô đội nào hết. Đừng lo Clinny, mình sẽ chỉ cho cậu cách làm thế nào để chơi bóng khi có ba người nha. Đây, cậu chuyền bóng không tới. Xin lỗi Cap. Không sao. Mình nghĩ là nếu Clinny làm trọng tài thì sẽ vui hơn đó. Được rồi, cậu chuẩn bị nha. Clinny, cậu ổn chứ? Mình không sao, miễn hai cậu không cãi nhau là được rồi.